Dù đại dịch Covid-19 đã qua đi, nhưng năm vừa qua thực sự là một khoảng thời gian khó khăn đối với làng điện ảnh thế giới nói chung và Hollywood nói riêng. 2023 diễn ra trong thời điểm Hollywood hỗn loạn với sự phát triển không ngừng của các nền tảng chiếu phim trực tuyến và số lượng các dự án trở nên khan hiếm do ảnh hưởng từ cuộc đình công kép. Tuy nhiên, đến cuối cùng, lễ trao giải Oscar lần thứ 96 đã được tổ chức thành công với những khoảnh khắc gây sốt, các điểm sáng đáng nhớ và những giây phút vỡ òa trong cảm xúc. Không để các bạn phải chờ lâu hơn nữa, hãy cùng với phim nhìn lại những khoảnh khắc đáng chú ý nhất trong lễ trao giải năm nay thôi nào. Dẫn dắt lễ trao giải năm nay chính là danh hài Jimmy Kimmel cùng hàng loạt sao lớn như là bố già Al Pacino, Michael Keaton, Steven Spielberg. Giải thưởng đầu tiên được trao là giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất dành cho The Vine John Randolph. Vai diễn cô đầu bếp Mary Lamb trong tác phẩm The Holdovers đã thuyết phục được giới chuyên môn và mang về cho The Vine tượng vàng danh giá đầu tiên trong sự nghiệp. Ở hạng mục phim ngắn, giải thưởng phim hoạt hình ngắn xuất sắc nhất năm nay đã thuộc về War Is Over, Inspired by the Music of John and Yoko. Đây là dự án do Sean O'Nolan, con trai của huyền thoại John Lennon, thực hiện nhằm tri ân tác phẩm của cha mẹ ông. Bộ phim 11 phút được phỏng theo nội dung của ca khúc Giáng sinh cổ điển Happy Xmas, War Is Over, kể về ván cờ vua đặc biệt giữa hai người lính đang chiến đấu trong hai phe đối lập của Thế chiến thứ nhất. Cùng thuộc hạng mục phim hoạt hình, tác phẩm đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Miyazaki Hayao, The Boy and the Heron, đã chính thức được vinh danh ở giải thưởng phim hoạt hình xuất sắc nhất. Vượt qua những Spider-Man Across the Spider-Verse, Nimona, Robot Dreams và Elemental, Thiếu niên và Con diệc đã trở thành tác phẩm hoạt hình Nhật Bản thứ hai giành được tượng vàng Oscar. Được biết, ở tuổi 83, Hayao Miyazaki cũng là đạo diễn lớn tuổi nhất từng được đề cử ở hạng mục này, đồng thời là người chiến thắng lớn tuổi nhất trong hơn hai thập kỷ qua, với một câu chuyện nhẹ nhàng và đậm chất riêng tư về chính cuộc đời của người tạo ra nó. Bộ phim mới nhất của Studio Ghibli là một lời tạm biệt chân thành của người nghệ sĩ dành cho khán giả, một lời tạm biệt pha chút tiếc nuối và cả nỗi buồn. Anatomy of a Fall của đạo diễn Justin Trier là bộ phim được gọi tên ở hạng mục kịch bản gốc xuất sắc nhất. Giải thưởng năm trước được trao cho Everything Everywhere All at Once. Bộ phim đến từ Pháp xoay quanh một vụ án kỳ lạ xảy ra trong một gia đình tưởng như vô cùng hoàn hảo và yên ấm. Để rồi khi thảm kịch diễn ra, mọi góc tối sâu thẳm trong cuộc sống hôn nhân ấy mới được phơi bày. Tiếp nối những giải thưởng đáng trông chờ, American Fiction đã xuất sắc đem về cho mình giải thưởng kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất. Phỏng theo cuốn tiểu thuyết Erasure, đạo diễn Scott Jefferson đã mang đến một tác phẩm chính kịch châm biếm thói đạo đức giả, mô tả nạn phân biệt chủng tộc ở nền công nghiệp sáng tạo Mỹ với lối dẫn dắt dí dỏm đầy thú vị. Ở hạng mục hóa trang xuất sắc nhất, Poor Things là bộ phim được gọi tên. Ngay sau đó, dự án trở lại của quái kiệt Yorgos Lanthimos tiếp tục ẵm thêm hai giải thưởng quan trọng khác là thiết kế sản xuất xuất sắc nhất và thiết kế trang phục xuất sắc. Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên ra mắt vào năm 1992 của tác giả Alasdair Gray, Poor Things kể về hành trình khám phá thế giới và phát triển nhận thức của Bella Baxter, một cô gái có thân thể người trưởng thành và bộ não của trẻ sơ sinh. Qua đó, phim gửi gắm tới người xem những thông điệp ý nghĩa về sự giải phóng bản thân khỏi định kiến và tự làm chủ cuộc đời mình. Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký như là Io Capitano, Perfect Days, Society of the Snow và The Teacher's Lounge, The Zone of Interest đã chiến thắng đầy thuyết phục và giật cú đúp giải thưởng ở hạng mục phim quốc tế xuất sắc nhất. Tác phẩm của đạo diễn Jonathan Glazer sau đó cũng giành thêm tượng vàng ở hạng mục âm thanh xuất sắc nhất. Được xây dựng với một ý tưởng vô cùng độc đáo, phim lấy bối cảnh là một căn nhà của lính Đức trong thời chiến, được xây ngay cạnh trại tập trung, như đặt thiên đường và địa ngục ở cạnh nhau khi trong The Zone of Interest, tiếng vui cười của trẻ em được xen lẫn với những âm thanh gào thét của lò thiêu xác. Vỡ òa trong cảm xúc có lẽ chính là những câu từ đúng nhất để miêu tả khoảnh khắc cái tên Robert Downey Jr. được xướng lên với tư cách người chiến thắng tại hạng mục nam phụ xuất sắc nhất. Anh đánh bại nam diễn viên gạo cội Robert De Niro, Ryan Gosling, Mark Ruffalo và Sterling K. Brown để nhận tượng vàng nhờ màn hóa thân đầy ấn tượng trong Oppenheimer. Được biết, Oscar năm 2024 là chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp của Robert Downey Jr. sau hai lần lỡ hẹn với Viện Hàn Lâm. Đây cũng là giải thưởng đầu tiên cho bộ phim nhận tới 13 đề cử Oscar năm 2024, Oppenheimer. 2023 quả là một năm đại thắng với điện ảnh Nhật Bản. Không chỉ The Boy and the Heron được vinh danh tại lễ trao giải danh giá nhất thế giới,
bom tấn Godzilla Minus One của đạo diễn Yamazaki Takashi cũng thành công trở thành chủ nhân của giải thưởng hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất. Tác phẩm đã đánh bại hàng loạt dự án nổi bật khác như là The Creator, Guardians of the Galaxy Volume 3, Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 và Napoleon. Ngay sau đó, Oppenheimer tiếp tục được vinh danh với giải thưởng biên tập phim xuất sắc nhất. Biên tập viên Jennifer Lane đã lên sân khấu nhận cúp trong sự xúc động và hạnh phúc. Được biết, cô chính là người phụ trách dựng phim cho các siêu phẩm toàn cầu như là Tenet, Hereditary, Marriage Story, Manchester by the Sea. Chiến thắng ở hạng mục phim tài liệu ngắn hay nhất gọi tên The Last Repair Shop. Bộ phim là câu chuyện về bốn nghệ nhân bậc thầy vô danh làm công việc hồi sinh những nhạc cụ bị hỏng cho hàng nghìn học sinh tại học khu thống nhất Los Angeles, một trong những học khu duy nhất tại Hoa Kỳ cung cấp miễn phí nhạc cụ cho trẻ em. Cùng hạng mục phim tài liệu, bộ phim về những ngày đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại thành phố Mariupol của Ukraine, 20 Days in Mariupol, đã chính thức giành giải thưởng phim tài liệu xuất sắc nhất. Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn và khán giả yêu phim toàn thế giới, Oppenheimer đã trở thành chủ nhân của bộ đôi giải thưởng quay phim xuất sắc nhất và nhạc phim gốc xuất sắc nhất. Khoảnh khắc này đã mang về tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp cho cinematographer Hoyte van Hoytema, cũng như là cơ hội lần thứ hai lên sân khấu nhận giải thưởng cùng hạng mục của nhà soạn nhạc nổi tiếng Ludwig Göransson. The Wonderful Story of Henry Sugar, tác phẩm đặc sắc đến từ sự hợp tác giữa ông lớn Netflix và đạo diễn Wes Anderson, đã đoạt giải Oscar cho phim ngắn người đóng xuất sắc nhất. Tuy nhiên, đáng tiếc là đoàn làm phim đã không thể đến tham dự chương trình. Vượt lên những I'm Just Ken từ Barbie, The Fire Inside của Flaming Hot, It Never Went Away từ American Symphony hay là Wazazé, A Song for My People của Killers of the Flower Moon, bản Chamber Pop What Was I Made For của bộ đôi nghệ sĩ Billie Eilish và Phineas O'Connell đã giành giải ca khúc nhạc phim xuất sắc nhất tại Oscar lần thứ 96. Đây là chiến thắng thứ hai của anh em nhà O'Connell tại hạng mục kể trên sau lần vinh danh tại lễ trao giải Oscar năm 2022 với ca khúc No Time To Die, nhạc phim cho bộ phim cùng tên. Với giải thưởng mới tại Oscar lần thứ 96, Billie Eilish đã trở thành nữ ca sĩ duy nhất sinh ra trong thế kỷ 21 chiến thắng giải thưởng này đến 2 lần. Giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm nay đã bất ngờ xướng tên minh tinh Emma Stone sau màn thể hiện đầy choáng ngợp trong vai nàng Bella Baxter của tác phẩm Poor Things. Được biết, Poor Things đã mang về tượng vàng Oscar thứ 2 trong sự nghiệp diễn xuất của Emma Stone. Trước đó, cô đã xuất sắc giành chiến thắng giải thưởng Oscar cùng hạng mục vào năm 2017 với vai nữ chính ở dự án điện ảnh La La Land hợp tác cùng Ryan Gosling. Đối với hạng mục dành cho nam diễn viên chính xuất sắc, một trong những giải thưởng quan trọng nhất của Oscar, Cillian Murphy là người được gọi tên mở màn cho chuỗi càn quét giải thưởng quan trọng nhất mùa giải của Oppenheimer. Trước đó, tại các giải thưởng tiền Oscar, nam diễn viên 48 tuổi gần như không có đối thủ ở hạng mục này và chiến thắng của anh đã được dự báo từ trước. Đạo diễn Christopher Nolan cùng Oppenheimer cũng lần lượt được vinh danh ở đạo diễn xuất sắc nhất và phim hay nhất Oscar năm 2024. Trong cuộc đua đạo diễn lần này, Christopher Nolan được đề cử cùng Justin Trier, Martin Scorsese, Yorgos Lanthimos và Jonathan Glazer. Song, bất chấp sự cạnh tranh gay gắt, đạo diễn Inception vẫn là cái tên giành chiến thắng sau khi ẵm hàng loạt giải thưởng tiền Oscar như BAFTA, Giải thưởng Hiệp hội Đạo diễn Mỹ và Quả cầu vàng 2024. Đặc biệt, đại diện lên nhận giải thưởng Best Picture, phim hay nhất năm nay cho Oppenheimer chính là nhà sản xuất Emma Thomas, đồng thời cũng là vợ của nam đạo diễn. Với những lời ca và sự tri ân sâu sắc tới các cộng sự và người bạn đời của mình, bài phát biểu nhận giải của bộ đôi nhà sản xuất, đạo diễn Oppenheimer đã trở thành một điểm sáng của lễ trao giải năm nay. Như vậy, trừ Past Lives, Maestro và Killers of the Flower Moon trắng tay tại Oscar, các phim còn lại đều nhận được giải thưởng ở một số hạng mục. Trong đó, Oppenheimer chính thức toàn thắng với 7 giải Oscar trên tổng 11 đề cử. Poor Things giành được 4 giải và Barbie dù đạt doanh thu 1,4 tỷ đô trên toàn cầu chỉ mang về một tượng vàng Oscar duy nhất. Trước khi kết thúc, các bạn có thể dừng màn hình tại đây để xem lại bảng tổng hợp Oscar nhé. Và đó là tất cả những thông tin đáng chú ý về lễ trao giải Oscar lần thứ 96 mà Phi Phi muốn gửi đến các bạn trong tuần này. Các bạn cảm thấy Oscar năm nay thế nào? Khoảnh khắc nào gây ấn tượng với bạn nhất? Và tượng vàng Oscar nào mà mọi người thấy đặc biệt xứng đáng? Hãy để lại suy nghĩ của các bạn phía bên dưới phần bình luận nhé. Và bây giờ, cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Bye bye! May the force be with you. I'm gonna make him an offer again. Play as time goes by. Hasta la vista, baby.